chia ra những cái mặt cắt cơ bản, tức là luôn luôn là mặt cơ bản ấy để biết làm được cái mặt cắt đó. Cần phải nên là có những cái mặt cắt chuyên sâu. Giống như hôm rồi thì ta có nhắc anh chị là làm sao mà trong tháng đầu về là nhìn ra cái mặt cắt rất là chuẩn hay chưa, đẹp hay chưa. Tháng thứ hai là mới tự tay mình làm cho được các mặt cắt cơ bản. Tháng thứ ba là tự tay mình làm được những cái mặt cắt chuyên sâu. Sở dĩ mà cái mặt cắt chuyên sâu đến tháng thứ ba là cái đòi hỏi nó rất là nhẹ phải thấm. Nó mắt rồi đó, nó nhìn lên và biết à, nó đang như vậy thì phải để cái tay đi bên đây đi bên kia đi như thế nào thì nó ra. Tại vì những cái đó là khi mà các anh chị lên ngồi trên máy thì các anh chị sẽ thấy là các thầy cô hoặc không nhìn xuống tay các anh chị đâu. Tại vì bệnh nhân nằm nghiêng vô cái bên trong rồi và tay mỏ mình chỉ nhìn trên cái màn hình, mình nhìn cái màn hình đó là người ta biết các anh chị phải dịch qua bên phải, dịch bên trái để xoay một chiều đi một chiều đi một. Thì muốn mà nó thấm được cái mức đó, đó phải thở tháng thứ ba phải đi. Cái đạt được đến cái trình độ đó, những cái phổ và những cái chỉ số bình thường này nhiều lắm, nhưng mà bắt buộc vẫn phải thuộc và làm sao ngay từ mỗi buổi học đó là các chị phải học hết những cái con số bình thường đi, chứ còn chờ tới mà sau khi mà mình xuống thực hành rồi á thì lúc đó là sẽ gánh vác, tức là các chị nhìn trên màn hình thấy những chỉ số chị luôn đủ gánh vác là không còn đó không rồi mà nhớ là cái con số nào là bình thường của cái này của cái kia. Thì mình nói là sau đó là đất cơ xung quanh tập liên tục luôn luôn các anh chị sẽ khảo sát phải theo cái trình tự này, tức là thầy vô đừng có là tham khảo cái cơ vô đó, đây là bốn cái trình tự mà bắt buộc mình phải đi theo. Đó là 2D, tức là để coi tập bản trước, T là để đo đạc và đất lên màu là coi những cái dòng chảy, rồi đất cơ xung hay là liên tục thì lúc đó mình phải đánh giá về mặt các số đo để biết tổng. Như vậy thì cái đất cơ màu này cũng giống như cái 2D để coi cái dòng chảy thì dòng chảy như thế nào, mà cái dòng chảy nó mạnh hay yếu thì phải đo, đo là phải phần đất cơ xung hay là liên tục. Mình có cái mặt cắt bằng đất luôn luôn ghi đặt đầu vào trên ngực bệnh nhân, đầu tiên cái mặt cắt bằng đất. Giống như là chúng ta có nói khi mà nó có nghe lên nghe đó, thì rồi người ta sẽ theo một số hai xuôi số hai ngược, tức là từ ở trên bên sườn hai bên trái ức rồi xuống mỏm hoặc là biểu mỏm đi ngược lên với cái xương tim, thì chỉ có một cái chiều xuôi mà thôi, không có chiều ngược. Do đó đặt ở cạnh ức và cao, tức là phải đi sườn ba bốn và trái xương ức trước, thì nó sẽ có hai trục, trục ngang hay là trục dọc. Sau đó mình mới xuống một mỏm tim, mỏm tim là vị trí thứ hai, thì ở đây nên là hai buồng, năm buồng, bốn buồng và năm buồng ở tại mỏm. Do đó khi mà các anh chị làm mặt cắt chỗ nào, các anh chị bắt buộc phải nói cái trục. Ở đây mặt cắt bệnh ức thì phải xác định được trục dọc cái trục ngang. Cái đề thi đưa ra với cái hình đó định danh. Các anh chị khi lấy mặt cắt bệnh ức ngồi vẫn rớt, không phải là được 50% thì 50% số điểm nha. Tại vì lúc toàn bộ mặt cắt bệnh ức trục dọc thì mới được 10, còn nếu không chỉ mặt cắt bệnh ức vẫn là không điểm. Vì cái vị trí nhiều lắm, nhưng mà đòi hỏi là phải trúng điểm tối thiểu 100 thì trúng điểm 100, tức là có hai ngưỡng không và 10, không có cái số điểm trung gian. Mặt cắt ở mỏm cũng vậy, thật ra nó còn có ba buồng nữa, nhưng mà cái ba buồng nó cũng thuộc cái nhóm chuyên sâu, hai buồng, ba buồng, bốn buồng, năm buồng ở tại mỏm. Bên cạnh đó, bây giờ từ mỏm các anh chị sẽ xuống cái dưới mũi ức, chỗ hố kiếm xương ức của vùng thượng vị á, thì đây người ta sẽ gọi cái tên đó là mặt cắt dưới sườn, và cũng là có hai cái trục ngang dọc mà thôi. Cuối cùng là mặt cắt trên mỏm ức, đối diện cái dưới của cái này thì trên mỏm ức cái phía trên này, và cái trên mỏm ức này là cuối cùng để liệt kê cuối cùng. Tại vì sao bệnh nhân lúc đó phải ngồi nhõm lên, cái gì phải kê gối dưới vai này nằm xuống lại, những cái này mình phải thay đổi tư thế như vậy thì để cuối cùng hơn nữa cái mặt cắt trên mỏm ức này thường không là thường xuyên để một số những cái bệnh lý tới ví dụ vâng vâng. Do đó để nó cuối cùng và chính vì vậy khi mà các chị xuất tiết thực hành lâm sàng đó, để thấy là các bác sĩ của chỉ khảo sát có hai cái này mà thôi, các bác sĩ lên lâm sàng các chị sẽ thấy chỉ khảo sát hai mặt các này mà thôi. Tới dưới sườn là chỉ trường hợp nào khó quá, bệnh nhân kinh khủng suy đi tiến đại trong đường ngực, hay bệnh nhân đặt túi ngực mà túi ngực vỡ nữa không thấy được gì hết ở trên cái phần ngực đâu, thì là sẽ đi dưới sườn. Hoặc cái thứ hai con nít đi dưới sườn rất là dễ. Hoặc cái thứ ba không đi nhỉ, mặt cắt vàng để
thì nghĩ là dưới sườn. Và cái này các anh chị cũng sẽ quan trọng, người ta sẽ hỏi là gì, là cái ưu thế nổi trội của mặt cắt là gì, mặt cắt dưới sườn là trong trường hợp nào, rồi mặt cắt trên lãnh vực ưu thế của nó là để phát hiện trong những tình huống nào. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu nhẹ trong quá trình học ở mỗi bài các anh chị sẽ rút ra. Và ngay từ bây giờ các chị đặt câu hỏi đi, đó là trong cái khóa tập của mình đó có một loạt những câu hỏi mà sao qua mỗi buổi học mình tách được cái phần nào cái câu hỏi đó và để vô. Ví dụ như bữa nay các mặt cắt dưới sườn ưu thế trong trường hợp nào, mai mốt các bạn không đi nhỉ, các anh chị sẽ nói cái mặt cắt vàng cắt dưới sườn thì mình tách nó vô cái câu trả lời. Rồi còn là mặt cắt dưới sườn trong trường hợp nào không đứt vân thì lại lúc đó tách vô. Nhưng mà đây là những cái câu hỏi trên lâm sàng các thầy cô sẽ hoài, và khi thi thì nào cũng có hỏi hết. Do đó ngay từ bây giờ phải chuẩn bị các án cho những câu hỏi đó, tại vì những cái này thì không phải tổng hợp, nó không phải cứ rút ra đơn giản như tiền bài đó, không phải tổng hợp là gì. Thế nhưng mà các trường hợp có sẽ là mặt cắt vàng để dẫn ra cho những bệnh lý gì, những bệnh lý gì trong từng mỗi bài nó có nói thì mình sẽ rút ra để phân chia ra. Như vậy thì các bạn sẽ thấy là đối diện bên dưới sườn và trên lòng ức thì không có tên sườn nha, được cái nhìn nhận phẩm tới lúc mà ra trên lâm sàng các anh chị thấy muối núi hay đúng túng cứ đau ngược luôn, mặt cắt trên sườn rồi mặt cắt dưới gì thì nó không tốn hết trơn á, dùng đúng từ sáng tác thêm một cái tên nào là lạ cũng là nữa. Và hầu như là cái nào cũng chỉ có trường hợp cực ngang, nhưng mà chỉ riêng cái mỏm thì hai bộ, ba bộ, bốn bộ và năm bộ, hơn rồi có người còn sáng tác thêm sáu bộ. Cái khả năng sáng tác của các vị phong phú lắm. Rồi bây giờ cái đầu tiên mình đang nói thấy là tư thế. Các anh chị xác định được nha, bây giờ cái tư thế của bác sĩ, rồi bác sĩ hỏi sao này, giống như bản thân khi mà khám làm sàn luôn luôn đứng bên phải thì là siêu âm tim cũng vậy, bác sĩ cũng ngồi phía bên phải của bệnh nhân. Nhưng mà cái làm phần đầu là tay phải thì các anh chị xuống ở cái máy thật thành dưới này nè, ngay giống như lần đầu tiên đó chỉ là bác sĩ cầm đầu vào tay trái và ngồi phía bên trái thì bên đó nó còn kẹo sống tiếp nữa. Nhưng mà thiết kế chuẩn của người ta đó là bác sĩ còn phải luôn luôn phía bên phải bệnh nhân, cầm đầu vào tay phải, cho nên nếu mà bạn nào thuộc tay trái thì cũng sẽ hơi bất tiện, tại vì nó đòi hỏi cái động tác rất là chính xác đi lên đó mà tinh tế. Mà nếu mà mình làm bằng cái tay không thuận thì cái gì sẽ rất khó điều khiển. Ngoài ra lúc nào mắt cũng chỉ nhìn lên màn hình mà thôi, tuyệt đối không nhìn xuống bệnh nhân. Các anh chị thấy bệnh nhân là bộc lộ buồn chán, mà nếu là bệnh nhân nữ trẻ hot girl nên mà các anh chị nhìn chằm chằm xuống bệnh nhân không thì nó bất tiện lắm. Thành ra là luôn luôn nhé, tay để lên này là bởi mình định vị nè, tức là khi mà họ nằm ở đây qua chị là biết cái tay để vô cái thằng cũng nào nào không có lật giò cái đầu giò hay cái tay mình nhìn hết trơn á, bắt chỉ quan tâm trên này. Rồi mình nhìn tới này á, mình mới thấy là cái hình nó méo qua méo lại thì tự cái tay để mình điều chỉnh. Các chị mà lo mắt nhìn xuống cái này nè thì đâu có thấy bên này mình vẫn thấy ra sao mà mình điều chỉnh. Rồi bên cạnh đó các chị thấy họ mang ra thì cái này thực tế với mình cũng không phải là chỉ có một số những cái bệnh nhân có vết thương trên vùng ngực, những bệnh nhân mà được đóng dấu hồ sơ là các bệnh thí dụ như là S v.v. thì không phải mang căn cho bệnh mình nữa mà còn phải mang căn cho cái đầu dò nữa. Và thực tế là những bệnh tật và không có làm được cái việc này. Rồi cái thứ hai, bây giờ đi cái thứ bệnh nhân các anh chị sẽ nhớ luôn luôn còn độ phòng ngực là cái này chỉ có bệnh viện tim có ngày xưa còn làm, bây giờ đông quá cũng hết làm. Còn nếu mà lại cho bệnh nhân bé kéo mình không hay là thành ra là luôn luôn cho bệnh nhân vé áo cao lên cái cổ, cái vé áo rồi mà đi vé cái bụng mà thôi, mà mình cao là trên này thì gọi là vé sau lưng. Cái vùng ngực thì người ta hay ngần ngại đó, người ta phải là vé trước ngực lên tới cổ, cao lên cái cổ lên này thì các anh chị mới làm được cái bờ trái xương ức cái này cao, chứ còn không là bướng á cũng phải làm gì được hết trơn á. Và bên cạnh đó bệnh nhân phải nằm nghiêng trái, nằm nghiêng các anh chị sẽ thấy cái lưng hơi khớp với là mặt giường nằm chết chết 45 độ 60 độ. Các anh chị để cho mặt cắt sẽ không đẹp. Để được thắc mắc là tại sao là bệnh nhân mới được nằm một nhát khi nhất vô ra bệnh chuẩn rồi là tại vì tư thế bệnh nhân nằm bệnh chuẩn. Các anh chị sẽ thấy là từ cái chân nằm nghiêng hơi khớp của mặt giường đi ha, rồi từ đó cái chân nằm tiêu chuẩn đó là khi bệnh nhân hơi úp cái bụng xuống, tức là có thể mà mình nghiêng cho nó phải hơi úp bụng xuống với mặt giường thì mới thấy được. Các anh chị thường hay quên, nó không có kêu mà thằng nghiêng. Ở đây có một cái tay để lên đầu,
vì sao bệnh nhân mà đến cái tay trái này xuôi theo cái đường ngực đây nè, gặp với bệnh nhân nữ thì nó sẽ đẩy cái mô khí phú lên và thế này nó sẽ cản âm một không thấy được. Do đó cái tay này để lên đầu, cái tay ở đây á trên người này thực tế là mình định dọc theo con người cũng sẽ làm cho chị khó thấy. Có những anh chị ghế thì thấp, chiều cao mình cũng hạn chế, do đó thì mình không chồng tay qua bên đây được và thế cái tay này của bệnh nhân đây nó sẽ hướng á. Do đó nên thực tế là cái này cũng để lên đầu, do đó sẽ nhận bệnh nhân hai tay lên đầu đó. Đã tay để xuôi đây nha, một hồi á nghe điện thoại một hồi ra quay gì đó giật ra đụng cái dây này của mình nó rớt luôn và rớt cái đầu giò đó, các anh chị chuẩn bị lịch thì đúng lắm á. Nên thật ra là đeo hai tay để lên đầu đó, đứng nhau dùng cái cú bé quấy ra để coi trên máy coi cái hình đó là cái gì. Cái máy lúc mà nó chạy thì nghe nó nghe xì xì sụp á, thế là cũng phải quấy qua lại coi đó là hình gì thì thôi đừng có quấy. Tại vì khi như vậy nè nó sẽ căng các cơ lên thì là căng được, chưa kể là gồng và giữ hơi đứng hơi ứng khí cho phổi, các anh chị sẽ không thấy đẹp, do đó cái cơ thì đừng có nhìn gì nữa trơn á. Thì đó là những điểm cần phải lưu ý về tư thế. Bên cạnh đó bây giờ có những cái cửa sổ siêu âm, các chị thấy ở đây cái viên nó nằm chết qua giống như vậy, nhưng mà những cái cửa sổ siêu âm là ở đây này, cửa sổ thứ nhất tầm cái mặt khác cạnh đất như nãy mình nói, mặt khác cạnh đất như vậy các anh chị thấy dọc bờ trái xương đất, không nói cạnh trái hay cạnh phải, nhưng mà khi mình phải hiểu là chỉ khảo sát ở bờ trái xương đất thôi. Và cái mặt khác này á, ở đây thì thường nó là position 3, các chị thấy trên hình chuẩn á sẽ là position 3, nhưng tùy theo phần bệnh nhân nó có thể xê dịch xuống 4 mới thấy, 5 mới thấy. Các chị thấy là có nhiều tình huống á làm cho nó thay đổi vị trí tim trong lồng ngực mà bệnh nhân ớn, bệnh nhân cao, bệnh nhân mập hay là bệnh nhân bị có thai hay tràn dịch màng bụng, tràn dịch màng phổi gì đó thì cái vị trí tim cũng sẽ đổi. Do đó những cái mặt khác này sẽ cá thể hóa, do đó họ không nói rõ các chị là liên sườn mấy đâu, mà trên con sàn đa số là để ngay cái liên sườn 3 và cái sườn đất, và từ đó tiếp xúc nhiều lần sẽ được dẫn tùy theo bệnh nhân. Cái mặt theo thứ tự xuống dưới mõm thì đây là các chị sẽ thấy nó ấn với là cái mõm tim, mà khi mình đang để mình vào những này thiếu ngược lên đây như vậy thì các anh chị sẽ thấy đủ lớp cả bốn buồng, hai buồng nhĩ và hai buồng thất. Cái mặt cắt thứ ba là mặt cắt phía sườn đây, dưới mũi ức đây, thì đây là cái hõm ức. Nhưng mà khi để đầu dò cho đây á, không phải để đây mà các anh chị sẽ kéo đầu dò về cái vai phía bên trái của bệnh nhân để đâu ngay vị trí là cái hõm ức, nhưng mà không phải chiếu đầu dò về ngay cái bóng kiếm xương ức mà chiếu đầu dò về vai trái của bệnh nhân. Mặt cắt thứ tư trên hõm ức là cây đây, khi là mặt cắt trên hõm ức bệnh nhân sẽ rất khó chịu. Anh chị về lấy thử cái đầu dò để ngay trên hõm ức, mình thì có cái quen là nó mờ mờ ảo thấy không được, thế là càng đè mạnh đè bệnh nhân vừa thấm thấy nhẹ rồi vừa ho rồi run con hết trơn á, là mình lên cái chị nhớ có đè cái máy cho mình nó bỗng dậy là nó không rõ là tại vì những yếu tố kỹ thuật khác, chứ các anh chị có ấn thêm được vài giây nó cũng vậy thôi, tạo thói quen thấy nhẹ nhàng. Khi mà làm dò ngay bệnh nhân thang đau á, là biết nãy giờ mình quên rồi đó, mình quên là đâu phải hơi coi cái lời người ta mình đè tay nhiều quá, có chị lấy là xong hàng nguyên cái vết của cái đầu dò trên cái phần ngực của bệnh nhân luôn. Đây, tiếp theo thì đây cũng là một cái cách minh họa về những cái mặt cắt. Một là ở đây các chị chỉ đề thêm những cái tên nước ngoài để mà các chị xem như dễ nắm khi mà tham khảo những cái tên nước ngoài. Và bây giờ vị trí đầu dò, cái vị trí số 1 là dọc đầu trái xương ức đây, thì các chị sẽ thấy hai cái, một cái trục dọc và đây là cái hình trục ngang. Trục dọc các chị phải làm quen với cái hình này, và các chị luôn luôn nhìn vô sẽ thấy đầu tiên thấp phải và thấp trái ngang ngắt với nhau một cái thấp trung thấp. Ở đây là động mạch chủ và nó tiếp theo sau đó là cái nhĩ trái, có một cái hốc hình tròn như này và động mạch chủ xuống, rồi biết động mạch chủ xuống nó đi dọc ở phía sau cái tim, và do đây này là mạch cắt ngang cái động mạch chủ xuống và ta sẽ thấy đó là một cái đường tròn. Thì như vậy mình sẽ luôn luôn cái tấc phải và kích thước thấp trái. Ở đây các chị thấy có gì ạ? Tại vì đây đang là 2D, 2D tức là coi về hình ảnh, nhìn vô luôn luôn cái định phần trong đầu mình
nhìn vô mà thấy nó bằng thôi là nó bất thường rồi đó. Thường thân này bạn đang nhỏ thường thân trái. Cái thứ hai là cái lớp vi thấp này nè, các chị thấy nó sẽ vòng qua cái bên đây, giống như cái thằng sao đẹp vòng qua đây, lớp vi thấp hoặc là sẽ thẳng hoặc là sẽ vòng qua bên phải. Khi mà cái vòng ngược lại là bất thường rồi đó, tức là ngay từ đầu với cái hình thân là cái định thần có những cái bất thường gì, kích thước không phải phải nhỏ hơn con trái. Cái thứ hai lớp vi thấp phải vòng lên, nếu mà nó lỏng xuống cũng là bất thường, chứng tỏ có tăng áp ở bên thân phải, chứng tỏ là tăng áp ở mặt phổi. Một vấn đề nữa, các chị này đây động mạch chủ nhĩ cái nhà máu từ nhĩ đáy qua cái hai hệ hai bàn tay lái này xuống cái thấp đáy, sau cái thấp đáy sẽ bơm máu lên động mạch chủ. Nhìn đó các chị sẽ thấy cái thước chủ và nhĩ cái xấp xỉ nhau, cái đó là nguyên tắc thông thường. Nhìn động mạch chủ cái này AB ở đây vẫn đề nguyên phía ngoài, tại vì cái máy này đề ký hiệu bằng tiếng Anh gì không ạ, thì đầu mạch chủ và nhĩ cái bình thường phải sắp xỉ nhau, chỉ cần cái này nó lớn hơn cái kia tí xíu thôi là cái bệnh lý rồi đó. Nhưng mà lớn hơn hay là nhỏ hơn, nhìn vô mình thấy cái này lớn hơn cái kia, tức là nó không tỷ lệ cùng nhau, thì cái là sao để biết là nó lớn hơn hay là cái kia nó nhỏ hơn, thì cái đó là cái nhìn quen đó. Các anh chị sẽ nhìn quen để biết. Các chị sẽ thấy các bác sĩ nhìn vô cái vấn đề còn cái này cái nhẹ, họ chưa hề gắn sức lo họ biết nó chẳng được bao nhiêu rồi. Và mấy cái thứ thì mình ví dụ như thế, các chị như vậy là hạn dưới chân rất là xuất sắc, nhìn vô cái này 60, 30 với nhiều có nhiều con số luôn và sai số không đáng kể. Các chị mình đạt tới cái trình độ đó đó là yên tâm xuống núi rồi. Rồi ở đây các chị cái tâm là chủ đề một lá hai lá nó bỗng như này nè, thật ra nó tên ba lá rồi, nhưng trên mặt các này thường chỉ thấy được hai lá ba là đủ mà thôi, gọi là thường nha, tức là một số rất hiếm mới thấy được đủ ba lá ba là đủ. Khi lúc cái đường đi người ta hỏi là mặt cắt quen để khảo sát được ba bộ ba là mặt chủ mà đưa vô cái này được, tại vì đa số là chỉ thấy được hai lá ba là mặt chủ mà thôi, cũng bằng cách là xem về cái mặt như này. Nhưng mà ở đây thì khảo sát được hai lá ba hai lá là trước sau cũng phân hai lá. Ở đây các chị có thấy được mỏng tim cái dạng này. Nhưng mà thường á thì cái phổ khảo sát của mình á nó không thấy được hết mỏng tim, cho nên rất dễ sót. Và do đó khi mà cái đề nếu mà cái đề mà của bên bệnh mình phần đó đánh giá huyết khối thất trái, huyết khối thất trái thường bị mù mỏng. Mà mù mỏng mà các chị chọn cái mặt cắt này là các chị sót rồi. Mặt cắt này rất dễ sót mù mỏng. Mặt cắt này là khảo sát thất trái thì ngay dưới ba rồi bây giờ tới đây mặt cắt ngang, đó là đây là trên đó là cắt dọc cái tim, còn bây giờ cắt ngang cái tim. Mà khi cắt ngang cái tim rồi á thì các anh chị thấy đây là lòng là quay nè, rồi lòng thất trái, và cái chữ C ôm phía bên đây của nó đó là thất phải. Thì cái quan trọng của cái cắt ngang này á là ở đây các anh chị thấy có hai cái dạng các cột cơ của bên thất trái thì bên này là thất phải. Ở mặt cắt này các anh chị sẽ đánh giá con bướm thất trái. Các chị sẽ nhìn toàn bộ cái vòng tròn co bớt toàn bộ vô, có cái vùng nào cái đờn hơn cái giảm động hay không, các chị sẽ thấy rất thường gặp là cái chỗ này, cái khoảng từ 9 giờ tới 12 giờ là cái múi chỗ này nè là thường bị giảm động, tại vì cái động mạch và nhánh xuống chỗ trái chỗ đó hay bị hẹp nhất, máu cứ ít nhất, là ra các anh chị thấy cái đoạn mà nó ngăn giữa thất phải và thất trái ứng với cái khoảng từ 9 tới 12 giờ chỗ này là hay giảm động nhất. Để vô các chị mình sẽ thấy ô chỗ này toàn bộ này co bớt rất là đẹp, tự nhiên này nó thành một mảng cứng đơ mà co bớt gì chưa đó, giảm động hay là vô động. Thì mai mốt với cái bài tập phần các chị sẽ được tập cái bài hướng dẫn rất kỹ, người ta sẽ định khu từng vùng nguyên cái vòng tròn của lớp máy này nè, nó chia ra số lớp và giảm động cái vùng số máy là ứng với động mạch phần nào bắt buộc phải thuộc lòng. Rồi bây giờ bé sẽ thấy heo là mặt cái vùng mỏng, đặt từ đầu ra chiếu lên cái vùng mỏng tim, mà chiếu lên mỏng tim thành ra giống như nãy đó anh chị sẽ thấy không? Tại vì ngay đầu dòng mà mình nhất sẽ là hai cái vùng thấp, đây là các chị chiếu vô ngay cái mỏng này là sẽ thấy hai vùng thấp, do cái bước đầu dòng trên này hai vùng thấp phía trước, rồi xa lên trên này mới là hai vùng nhĩ ở trên, cho đó hai vùng nhĩ xa như này, thành ra nhớ là cái chiều phía trên này luôn.
một sở ra đó. Các anh chị khi đi lâm sàng vướng một cái là thấy được hai phát mà thôi, hai một nhĩ khoảng tháng không thấy nổi, nó sẽ tét nó mất nhiều ạ. Cái đó là cái lưu ý với lâm sàng. Thì bây giờ suy nghĩ là tại sao ở gạo này chiếu vô thấy hai bụng thấp trước đây, chiếu vô thấy hai bụng thấp, hai bụng nhĩ nó cao tầng trên này, tại sao không thấy được? Ở đây các anh chị thương ép đầu dò xuống sát với thành ngực bệnh nhân. Khi mà mình ép cái đầu dò xuống sát thành ngực thì cái viên nó dưới mình hết. Còn các anh chị dựng lên đứng quá, thành ra chỉ thấy vùng mỏm này thôi. Ép cái đầu dò này càng ép sát xuống thành ngực thì cái dòng viên nó khảo sát lên được tới cái phía trên này là mỏm. Cái sai thứ hai mà các anh chị đây gặp không được dưỡng tay, tức là bắt liên tốt liên nhĩ trên thành một bình thẳng để tạo nên một cái trục tim mà theo ngay ngắn như vậy nè. Có gì đây đây nhìn này, trục tim rất ngay ngắn. Có những trường hợp để đưa cái trục nó méo qua bên này, méo qua bên phải. Thì cái này là lúc đó các chị cũng sẽ phải nhìn đầu dò chiếu qua tay thì chiếu vào bên đây, trục tim phải thẳng, bắt liên tốt liên nhĩ phải thẳng. Và ở cái mặt khác này là cái mặt khác mà nãy đây nói cái khảo sát cái vùng mỏm đẹp nhất. Đây chỗ này vùng mỏm này nha, mà có giảm động, có khối phần, có huyết khối gì đó thì đây là mặt cắt vàng để khảo sát những bệnh lý của vùng mỏm. Bên cạnh đó thì ở đây á là các vị lưu ý kích thước góc trái có khác biệt với góc phải không? Phải lớn hơn góc phải. Thế là một lần nữa đánh giá kích thước góc trái phải lớn hơn góc phải. Cái thứ hai là cái lách đi thấp ra đây tạo hình chữ C. Lách đi thấp nó phải quay để tạo hình chữ C hoặc là thẳng. Nếu nó đi ngược trở lại thì chứng tỏ là áp lực của góc phải này tăng lắm á, nó mới đẩy lách đi thấp bỏng qua đây. Áp lực góc phải tăng là tại vì cái phổi tăng lắm á, cái ép sinh viên góc phải. Do đó nhớ nha, cái lách đi thấp luôn luôn tạo hình chữ C. Thẳng vẫn là bình thường, nhưng nếu nó bỏng ngược lại chứng tỏ tăng áp góc phải và thể hiện gián tiếp là cái tăng áp động mạch phổi là cái bài của cô Vương. Cô Vương sẽ hỏi những biểu hiện của tăng áp động mạch phổi trên 2D. Trên 2D thì từng mặt cắt chỗ nào sẽ thể hiện, rồi trên tay em trên lớp cơ một cái sẽ thể hiện như thế nào, lại phải là một cái câu hỏi trả lời tổng hợp từ video. Hai cái bùn nhĩ thì sao? Thường cũng vậy, các anh chị sẽ thấy những cái bệnh nhân mà trong cái mảng còn hai cái bùn thân phải và nhĩ phải sẽ lớn hơn bên trái. Những bệnh nhân không đi nhĩ này đặt đầu dò lên mà có toàn bộ thân phải và nhĩ phải là lớn hơn bên trái. Nếu bị đẻ nhĩ liền cái không đi nhĩ, đấy mới là hàng đầu. Người ta sẽ thấy ra những nguyên nhân hàng đầu gây lớn các buồng nhĩ phải. Các chị để ý các chị sẽ hay mắc phải nha. Khi hỏi thấp phải viên, nhĩ phải viên, các buồng tim phải, tức là cả nhĩ và thấp phải. Các chị rất là luôn là tại vì nó không đến. Rồi tôi hỏi chỉ nhĩ phải lớn, chỉ thấp phải lớn, lại nghĩ trong đầu là các buồng tức là cả nhĩ thấp phải. Thì nên các chị sẽ trả lời là sai lầm. Có nhiều bệnh ví dụ như SM đó, SM là chỉ không phải nhĩ phải lớn, nó phải nó teo luôn đâu có đâu. Thật ra là nhớ cái để ý kỹ từng chữ trong cái đề. Và đây là các anh chị sẽ thấy cái bắp tim nhĩ này mừng lắm. Các anh chị tưởng ra là chỗ này bắp tim nhĩ đẹp, bắp tim thấp đẹp, khảo sát là bộ thông tim nhĩ thông tim thấp ở đây thì chưa phải. Tại vì khi mà ở đây rất dễ tạo hình ảnh giả của thông tim nhĩ, tạo hình ảnh giả giống như cái ca này cũng thấy nè, đang có cái ổ biết đen qua dễ tạo hình ảnh giả đó. Còn đây là giả thông tim nhĩ sẽ rất hay gặp ở mặt khác này. Thông tim thấp thì đánh giá được, thông tim thấp thì đánh giá mặt khác này được nè, thì thấy được bắp tim thấp, đánh giá mặt khác này cũng được luôn, thấy được bắp tim thấp và đánh giá mặt mặt khác này được luôn. Ba mặt khác đánh giá thông tim thấp thì toàn bộ trên mặt ba mặt khác chuẩn này là đánh giá được, nhưng với thông tim nhĩ thì mặt khác này và mặt khác này có thể thấy như mặt giả, mặt khác vàng thì nó sẽ ở phía bên đây. Ngoài ra ở đây các chị sẽ thấy các cái mặt phổi đổ vào vị trái, một cái mặt phổi, hai cái mặt phổi, ba mặt bốn như thế này, bốn tầng mặt phổi và một vị trái. Tại vì sao cái ngón của mặt phổi nhiều khi các chị thấy cái dòng máu đang sẹt ở nơi vị trái, biết đó là nó tầng mặt phổi nó đổ vô chứ không là cái gì bất thường. Và đặc biệt cho những cái bệnh nhân thông tim nhĩ nó đi kèm với bất thường những cái tĩnh mạch phổi đổ vô vị trái. Và do đó trên những trường hợp thông tim nhĩ nó riêng và tất cả các bệnh tim bẩm sinh nói chung, các anh chị đều nên tìm những cái dị tật bẩm sinh khác. Tại vì nếu người mà có dị tật bẩm sinh tim không phải chỉ một, các chị cảm thấy được thông tin chỉ mừng quá rồi đóng máy lại, rốt cuộc bệnh nhân còn hỏi bệnh mặt bệnh
nhân còn đẹp cho mở là hai lá phẩm sinh vân vân. Cứ nhớ là có một vật phẩm sinh trở ngại trong tim thì sẽ cảm giác bị thêm một vật phẩm sinh khác. Rồi ngoài ra bị đã có vật phẩm sinh trong tim rồi thì lại phải tìm thêm một vật phẩm sinh ở cơ quan khác ngoài tim. Thế là nhân thì rồi bữa là hai cái. Các chị thấy lên nằm như là có một ca đang sức vô nhẹ vào đầu yêu khó thiếu khó rồi là phải tìm nữa. Coi chừng đảo lộn của bạn, coi chừng có gì vật phẩm sinh trong tim. Nó thường là nhiều chỗ trong cơ thể, mà nếu bạn tim thì cũng nhiều chỗ ở trong tim. Nhắc như vậy tại vì các anh chị khi thì rồi đã rớt rồi, tại vì người ta thấy hai vị vật phẩm sinh tìm ra được một phần quá rồi kết thúc ở đó. Những cái nào mà ta rất rớt rồi á, được kinh nghiệm qua nhiều quá chắc các anh chị biết rồi. Nhưng mà không biết sao mỗi cái máy này rớt từ một cái dâu mới. Rồi, bây giờ lên đây, cái chỗ này các chị thấy đây là cắt ở dưới họng ức chí được lên cho phụ mỏ. Ở đây cái từ đầu dầu rồi từ trên này xuống là các anh chị sẽ thấy mỏ trước. Nhưng mà chỗ này nó rút là ra nguyên cái bụng bên đây là cái tổ chức của gan. Ở mặt cắt này các chị thấy giống như bên đây cũng là bốn buồng thắt trái phải để lên thắt phải. Và cái đáy tương tác phải còn chữ C hai buồng chỉ như thế này cũng mặt phổi đổ vô. Ở đây các chị sẽ thấy này, chính vì cái tóc đi nhỉ nó đi ngang như vậy là ra khi cái dòng máu nó không đi nhỉ nó xẹt qua xẹt lại, các anh chị để cái thuốc vô lo và thuốc chiều dòng máu. Sở dĩ mà nó là mặt trăng vàng là tại vì cái thuốc đo sẽ đúng chiều dòng máu song song dòng máu mới tác dụng khổ. Nếu mà ở đây cái thuốc của mình luôn chiều trên dưới dòng máu chạy ngang làm sao các anh chị đo. Ở ngay đây tóc đi nhỉ đây nổ thông vào ngay chỗ này thì dòng máu chạy xẹt xẹt đây, thì cái thuốc từ trên xuống dưới đúng một chiều của dòng máu không mới đo được. Đó là lý do vì sao nó được gọi là mặt cắt vàng. Hôm trước, cái bài hôm trước mới nhắc với lại các bạn là cái mắt cơ. Cái mắt cơ có khi nó để trên cái đuôi của đầu giò, có khi để trên cái thân của đầu giò, có khi là cái cánh tô màu, là cái đèn, cái gờ như tô mắt cơ đấy. Thì để cho mình biết là mình cái xoay vòng giò về hướng nào. Và cái mắt cơ này là việc quan trọng. Nhưng mà nhớ những cái máy như vậy thì có cái đèn tắt rồi. Ở ra là không biết được nó cái chỗ khó hàng gì thì quen. Ở đây nha, mặt các bạn rất theo trường dòng để các cái sụn tăng rồi xuống. Cái mắt cơ các chị vừa để về hướng 9 giờ. 9 giờ, 10 giờ. Nó tùy theo trường bệnh nhân, tùy theo trường máy. Nhưng mà gia tạo trong khoảng từ 8 tới 10 giờ. Cái hướng của mắt cơ xoay về khoảng 8 tới 10 giờ. Như vậy thì các chị thấy cái đầu dò nó nằm thế nè, song song với cái chiều của trục của điện tim, thành ra nó gọi là trục dọc, nó đang kể theo trục dọc của tim. Rồi bây giờ các chị thấy cái mắt cơ xoay sao? Dạ, xoay theo chiều kim đồng hồ, vuông góc 90 độ. Bây giờ cái trục nó đang thế này, xoay một cái đoạn qua bên đây là mặt cắt trục ngang. Các chị biết cái tim nó đang theo chiều này, mà mình để nó cắt ngang như vậy, tức là cắt ngang cái tim. Và các thay trục ngang thường á để chuẩn cho thấy mặt cắt trục dọc đi, xong rồi các anh chị xoay mặt nhanh không ngần ngừng nhấp ngang cái chiếu gì hết 90 độ là để ra thẳng được về cái trục ngang. Các anh chị cái gì rung rẩy là dò và dẫm, mà càng rung rẩy này là dò sao mà nó như là cái hình này và sẽ không ra được. Giả lập có suy nghĩ đang được cái mặt cắt chuẩn trục dọc rồi, xoay mặt nhanh trong vòng tích tắc thôi thì nó sẽ ra được cái trục ngang này. Hình dung lại nha, cái tim đang nhiều người đang xuống đây. Như vậy thì cái này cũng là rõ ràng đang cắt ngang cái tim và cắt trục ngang. Và khác mà cắt cận ức theo trục ngang chứ không là nhiều lắm. Tại vì cũng là ngang cái tim, giống như cái tim này. Nhưng mà nếu các chị cắt cao trên này thì ngang cái cọc hạch chủ. Cắt xuống xíu này ngang cái nhĩ, cắt xuống cái xe ngang bằng hai lá, cắt xuống rồi xuống cái thóc xuống mỏm. Thật ra cắt ngang tim nhưng mà cắt nhiều mạng hàng nhát thì các bạn các bạn ức theo trục ngang chuẩn. Thì các anh chị sẽ thấy là cái này nó đứng cơ, đầu dò đang đứng tới này đầu dò nó có gì khác rồi nhất nghiêm xuống là các anh chị thấy có khe hở so với cái phần da à, để mà bắt đầu chiếu xuống rồi càng chiếu càng thấy mà ngang mà muốn chiếu xuống cái này nữa thì phải sao nữa càng ép đầu dò xuống sát với cái phần ngực nữa để nó càng lúc càng chiếu xa xuống như này xuống như một mỏ. Thì đây cao quá lên, bệnh đang ngang bước hai chủ. Nghiêng nó xuống một cái, chiếu xuống cái này. Bệnh đang ngang bước hai lá, nghiêng xuống nữa thì tới một mỏm luôn. Rồi bây giờ mặt các cái bờ sườn theo trục dọc, anh chị thấy để mắt cơ đâu? Dưới bờ sườn, mắt cơ để về phía bên trái
cứ nhớ lại thì cái tim là bên trái cũng ngực, thành ra cái mắt cơ cũng phải để về bên trái. Và cái đầu giò các anh chị thấy chỉ cái chiều đầu giò sao hướng về vai trái, đây nguyên cái chiều đầu giò, cái chùm tia đầu giò phát ra sẽ chiếu về vai trái. Rồi bây giờ tới trên trên mỏng ức thì các anh chị lại thấy như sao, mắt cơ phía bên phải nhất cái dây là tại vì khi mà thằng người vào bờ các chị lúng túng đó là để xoay mắt cơ ngược hết, mà xoay mắt cơ ngược thì mình sẽ đọc ra là bệnh nhân đảo lộn phụ tạng, tại vì tất cả các phần nó đều ngược về hết. Do đó nhớ là ở trong này thì cái mắt cơ là ở khoảng cách tới giờ xuống dưới mỏm thì mắt cơ là bên trái, xuống dưới hàm ức cũng mắt như cái sườn này mắt cơ cũng bên trái, nhưng mà lên trên này rồi thì mắt cơ lại sang bên phải. Từ cái vùng mỏ tay tỉnh tiến qua đầu dòng sau những bước này mắt cơ cùng bên trái đấy. Còn cái vùng mà trên phẳng bước trên này cộng với lên sườn trên này thì mắt cơ bên phải. Sở dĩ hãy nhắm tới những người thái nhiều có sai về cái chỉ trí đầu dòng và đặc biệt nó đặc biệt quan trọng đó, quyết định là hết 80% khi mà hình ảnh của anh chị thấy được hay không đó. Thì các chị sẽ thấy khi vị trí số ở đây nó đang nói là cho mình đánh giá là chiếc xuồng, rồi cái thứ hai là cạnh bờ trái ớt mà theo trục dọc rồi chiếu xuống từ từ phía dưới này. Ở đây các chị nhìn vô á thì đây là dưới phần ức nè, dưới xuồng á là ta cần cái tĩnh mạch ở vô chỉ trái, và đây này cái đất đi nhỉ là để ta nói với các chị á, cái đi ngang vậy cái thước của mình đi ngã là từ trên xuống cho nó song song với cái chiều của dòng máu, nếu mà nó không đi nhỉ kèm theo. Ở đây mà vẽ bắt đi cái bắt trái vẫn phải chuẩn rất là lớn hơn bắt phải. Còn vùng mỏ mình lấy tay ngắn rồi làm sao mà cái trục của viên cái hình phải thẳng đứng như vậy, bốn buồn phải bảo ra. Và đặc biệt các anh chị sẽ thấy băng ba lá ấm thấp hơn băng ba lá đi xíu, cái phần của băng hai lá đây và băng ba lá ấm thấp hơn đi xíu như này. Các tỉnh mạch phổi đổ vô chỉ trái, đây là các mặt cắt chặt thành lớp nè, mà có nhân cơ chủ chỉ trái hai cái lá băng chỉ trái ở sát mặt cắt này là chuẩn, và cái thứ hai cũng ở sát hai băng chỉ trái là mặt cắt thứ hai cái bên đây. Chủ ở đây các anh chị thấy thường là chỉ thấy được có hai băng mà thôi, còn cái băng thứ ba thì mình sẽ khảo sát ở cái mặt cắt cái sườn, nhưng mà ở mặt cắt ngang, mặt cắt ngang này á vòng tròn này nãy ta nói để đánh giá con nối của tóc trái ôm chữ C T T có biểu điểm chứ bên đây là mắt phải. Ở đây mình đeo chiếu chỗ này là ngang cái cột cơ, nhưng mà tùy các chị cắt ngang xuống rồi thì xuống dưới mỏm lên cột cơ rồi lên ngang răng hai lá rồi cao cũng là lên vị trí chủ. Một lần nữa lại minh họa vị trí của các mặt cắt, mặt cắt số 1 đây nha, mặt cắt số 1 đây tận tiến là đây, các chị hình dung nó là gì, dọc cạnh ức. Và cái dọc cạnh ức đó thì các anh chị sẽ thấy cái hình đây luôn luôn cái hình của đi lên này. Mặt cắt số 2 từ đây đi này, các anh chị xoay ngang 90 độ liền, đây xoay ngang 90 độ liền thì nó sẽ ra mặt cắt ngang cạnh ức, và như vậy thấy một cái vòng tròn mắt trái, một cái lưỡi liền mắt phải bên cái bên. Mặt cắt thứ ba là mặt cắt từ mỏm, thì đây các anh chị sẽ hình dung được chiếu ngang từ dưới mỏm lên và sẽ thấy được rõ ràng bốn buồn tim. Như vậy đến khoảng đánh giá này về cảm nhận là đủ ba chiều trong không gian á, các chị thấy đây chiều đứng dọc, chiều đứng ngang và chiều nằm, cái này là cái chiều nằm ngang từ dưới lên, thể hiện một lần nữa qua cái hình bên sau. Như vậy cái màu xanh dương thì là mặt cắt nào này, các chị hình dung cái tim đây màu xanh dương đây là đứng dọc, rồi như vậy cái màu vàng là bắt đầu xoay 90 độ á, đứng ngang, và cái dưới bao xanh lá cây là từ dưới mỏm này chiếu lên là bốn vùng từ mỏm. Em chị thấy đây cách ba đây ba chiều của trái tim. Thì do đó rồi mình chỉ cho bác sĩ đi chạy để vô là chị khảo sát có ba mặt cắt đó là không, tức là ba cái mặt cắt cơ bản. Và bây giờ đây đầu dòng từ trên này đặt dòng cạnh lớn xuống này, rồi do đó em chị thấy này cái phổ khảo sát của nó chỉ nằm trong cái vùng mỏm xương dương này thôi. Đó là lý do vì sao cái mỏm thường bị sót không thấy được. Rồi cái thứ hai nó chỉ cắt ngang đây thôi là ta chỉ thấy được chủ và chỉ trái, còn cái phần quay chủ như thế nào thì phải trên mỏm ức mình mới thấy được.
Khi mà nó chiêu nước xuống như vậy thì các chị sẽ thấy được điều là một phần của thất phải và thể hiện ra đây. Cái bắp lưng thấp thì thể hiện ra đây, và chủ chỉ trái thể hiện ra chủ chỉ trái. Và dưới này á, đây là cái cột cơ, cột cơ để mà băng hai lá, có những cái thường cân nó nối với cột cơ. Thì qua bên đây các chị thấy băng hai lá, những cái thường cân thì thấy, nhưng mà cột cơ thường không thấy trên mặt khách dọc mà sẽ thấy rõ hơn trên mặt khách hang. Thì đây là phần lý thuyết để mà hướng dẫn các chị để xem. Một lần nữa minh họa, bên này các chị thấy thấp phải, bắt lưng thấp, thấp trái. Thì đây các cái rõ ràng có lớn hơn thấp phải, chủ và nhĩ trái đây có gì lạ? Nhĩ trái lớn hơn, kích thước nhĩ trái lớn hơn và mặt chủ. Rồi răng hay lá, lá trước thường thấy rất đẹp, lá sau thường thì lại nhẹ hơn. Những cái thượng cân khi mà tim con bớt sẽ thấy những cái thượng cân nó nối với cái cột cơ như này. Thì đây là họ minh họa phóng to cho các thấy cái cột cơ như này, cột cơ trước, cột cơ sau, lá răng trước, những cái thượng cân có những cái gì để là cái chán này vui, đóng vui với cái thường gân thì biết các cái tầm bảo là hai lá này y nó vui và nó có mềm mại do đó nó còn rộng bình thường, thế là cũng sẽ bị bảo là hai lá. Khi các anh chị đọc mà vui quá ban hai lá, vui quá thường gân mà không đọc bảo thì nhẹ gì lắm, các bạn biết sai, chắc chắn là sai rồi. Tại vì đó là cái bộ máy dưới ban đánh giá ban hai lá, thì ngoài cái vòng quanh của máy dưới ban là thường gân và cột cơ đã thấy con vui con sơn là các cụ nó sẽ lo bớt không được ngược nữa, ít nhất phải có khoảng 3 cây lá. Và khi mà để cây thước cho đo, cây thước từ trên này hướng xuống luôn, cây thước từ trên xuống thì đo cái thước thứ nhất, số 3. Và các anh chị thấy đo ngang qua cặp mặt chủ. Khi mà để cây thước trên máy nhưng mà dưới nó cũng sẽ là thực hiện một cái đường chấm chấm gì đó, thì các anh chị sẽ đo ngang qua cặp mặt chủ thì bắt buộc cây thước phải đi ngang qua ba mặt chủ. Các anh chị nhìn vô cái bảng số liệu mà nói vào cái hình cái thước không để ngay trên ba mặt chủ thì mình có cái số liệu chi được cho mất công, tại vì chỉ cần để xíu thôi, đo ngang ra là mình đủ, mà để xíu cái thành điều này thôi, giữa cái đường xéo và những cái đường vuông góc thì số ba nó khác nhau rồi. Do đó bắt buộc ha, cây thước phải đo cái đường nào để vuông góc cái đường đó và phải đi ngang cái vùng đó, đi ngang chưa đủ nha, bắt buộc phải vuông góc cái vùng mình đo thì con số mới chính xác. Như vậy đo ngang ra mặt chủ thì đây đấy qua ba mặt chủ và vuông góc với cái ba mặt chủ. Sau đó thì khi đo ngang tay các chị vừa thấy là để đo chủ là nhiều, chỉ trái là nhiều. Cái bước thứ hai dời cái thước qua tí xíu, bây giờ nó đo ngang gì để các chị ngang ba hai lá, phải vuông góc ba hai lá. Bước thứ ba dời cái thước qua xuống ngay sau ba hai lá là mục đích để đo lòng thấp trái. Muốn đo lòng thấp trái phải ngay sau ba hai lá và vuông góc thấp liên thấp. Như vậy thì cái này nó đang sai không? Số 1 sai. Thứ nhất, sai qua hai lá, sai rồi không vì sao. Sai cái thứ hai là xéo rồi, chứ không phải là vuông góc với lắp liên thấp. Đề thi sẽ đưa lên cái hình nêu những điểm sai. Thì phải nhận diện cho ra những cái điểm sai đó. Yên tâm bây giờ nghe thì cứ thi, bây giờ thấy chị hết khoảng dài rồi nó đến thở. Xuống dưới thực hành biết rồi quen rồi. Tại vì suốt sáng tới đó, cái này cô cứ hỏi cái hỏi luôn rồi tới rồi luôn rồi, cái gì thạo luôn á. Bật máy thì đã là đầu hàng rồi, yên tâm. Rồi bây giờ các anh chị thấy này, mình còn cái hình giả này trước khi rồi qua cái hình hiện nó sẽ dễ hơn. Các chị thấy có gì lạ ở đây? Cái dòng màu, cái dòng màu này mình làm sao mà để màu gì vậy? Đứng hình này thì làm sao biết được nó từ đây đi ra hay là từ đây đổ vô? Thì lúc đó là ngay cả để trên máy nó chạy mà biết là điện tiêu nhanh, các chị không thể nào cảm nhận được là nó chạy xuống hay chạy lên. Thì lúc đó người ta sẽ thả cái phổ đớt lơ vô thì thấy cái này là mà nó đi xuống phổ ngập, như vậy là dòng đi xuống. Còn nếu mà thấy phổ đớt lơ đi lên vậy là biết cái dòng màu đi lên. Rồi cái thứ hai nó trước đó là khi vòng thì đi xa là dầu, mà nhớ cái vòng dày hôm bữa phải nói rồi, nếu nó là màu xanh tức là nó đang đi ra xa đầu dò, mà đầu dò mình luôn cái hướng lên trên này, nó đi xa đầu dò tức là từ đây nó đi ra đây, như vậy thì là hở ba tức là máu sau khi bơm ra đây rồi nó sẽ qua chủ nóng, ống công kích, thành ra nó sẽ hở và sẽ trào về màu xanh và đi xa đầu dò. Đầu dò mình là luôn luôn cái hút ở trên này nên là đi lại lúc xa nhớ còn xì nhé. Cái thứ ba là luôn luôn từ cái góc, tức là cái dòng nhỏ nhất bung ra rồi
rộng đi mà báo ra, làm ra các chị nhìn lên chỗ này lớn nhất, xuống cái đây nó lên rộng như vậy, cái góc ở đây và còn cái này là cái ngõ. Thì đó là ba cách để mà mình phân biệt cái chiều của chiều bán. Tại sao mình dùng tới ba cách? Mình chống là quyền, mà trong cuộc sống chống là quyền thì cái này cũng vậy. Chỉ một cách thôi thì nó sẽ có những cái hợp giả rất là nhiều, như giả hay là âm giả. Rồi bây giờ tới cái lên đây, không minh họa đây rồi là không minh thất. Không minh thất á thì nó có nhiều vị trí trên cái đất minh thất, thì như vậy các anh chị sẽ thấy được là trên mặt các vật chất trạng lớp này là mình có thể thấy dòng hào đang đến nguyên thiên nhẹ, tự nhiên có dòng hào sẹt sẹt qua đây, dòng hào sẹt sẹt cái này đây vậy, tự nhiên có dòng hào nó sẹt sẹt tập lên trên cái đất minh thất thì dưới cái đó là không minh thất. Như vậy ngay từ cái mặt các đầu tiên chuẩn này là đã đánh giá được có không minh thất hay không rồi. Chỗ này nó đánh giá được không minh thất, không thấy được bất minh nhĩ đâu. Rồi bây giờ thêm một cái vấn đề nữa, nhìn cái tim như vậy, cô nghe nó đi xem tim tim nói gì cái tim, các chị thường quen đặt vô là ngón cái tim ba, là ngón các lòng của các vùng tim, nhưng mà sẽ sót một cái đó là hạt dịch, cái màu xanh này này, màu xanh này đây một lớp mỏng hạt dịch bằng tim, một lớp mỏng hạt dịch bằng tim, gần phía sau và ngoài sau nữa hạt dịch bằng phổi, rất nhiều trường hợp này bệnh nhân tràn dịch đa màng. Thì mình còn giải thích là cái lớp này lớp tim lớp phổi, còn một lớp thôi thì không biết cái này là tim hay phổi á. Thì cái cách phân biệt á, tức là nằm ở phía sau hay là phía trước của cái động mạch chủ xuống. Nếu mà tràn dịch màng tim thì nó sẽ kết thúc trước, kết thúc nha, kết thúc ở phía trước của động mạch chủ xuống. Còn cái tràn dịch màng phổi thì nó kết thúc ở phía sau của cái động mạch chủ xuống. Và đây các chị nhìn một cái hình xương tim hệ. Chị đang biết rồi, đây là cái động mạch chủ xuống nè, một cái vòng tròn cắt ngang nằm ngay sang dĩa trái. Các chị hình dung cái tim của mình thì cái động mạch chủ xuống hoặc ở phía sau cái dĩa trái này hoặc phía sau, do đó khi mình cắt ngang như này thì nó sẽ thấy một cái vòng tròn, đây là cái động mạch chủ xuống. Thì đây cái lớp tràn dịch này kết thúc phía trước, nửa trước của cái vòng tròn chủ xuống, như vậy tràn dịch màng tim. Còn cái vòng này đen đen này kết thúc ở nửa sau của động mạch chủ xuống, như vậy đó là tràn đây là một, đó là khi nhớ cả là cái mốc chốt quan trọng đó để xác định là dịch của vùng nào. Đọc sai thôi là nó sẽ chọc vào sai đó, là nguy lắm đó. Thì kích thước là đương nhiên bờ hoặc độ và độ di động.
thì cái này nó đang cầm cái tí này nữa, nó dịch ra cái thế là máu xuống đầy đủ. Thật ra mình cảm thấy như những người bệnh giả đó, cứ nó tới nó cười hoài mà cứ nằm xuống rồi mình tỉnh lại, mà tỉ nhớ cũng tỉnh. Còn là cái thứ hai đó là khi cái lúc mà chúng ta ngồi là cái gì là có nghe được cái cồn đang trưa của mẹ cây lát, tới lúc cái xỉu xuống là nằm đang đồn xuống á cũng nghe tin thì cái bệnh luôn, nó có thấy gì đâu, gọi là hồi chúng ta cửa qua cho đó cố cho những cái chỉ định cho những bệnh nhân thấp hay là xỉu á hay cái bệnh này cái đời hết là phải xin ông tiên để về coi có cái khối đây không trong buồng tim này hay không. Đó là một trong những chỉ định bắt buộc để không đi sau cái bài thấp mai mốt anh chị có cái bài mới đi này sẽ tiếp chỉ định hàng đầu là phải có cái siêu tim. Thì mấy cái cổ lơ rối thì nhiều u nhẹ chỉ trái hoặc là cái khối ung thư thì rất gặp cột huyết khối trong trường hợp kẹp quanh hai lá hoặc là khối sùi một sen rất là nhiều. Trong là sao để biết cái chi tâm thiền tâm thu tâm trương, các chị thấy hai cái ba cái lá đóng ba là một chủ mở như vậy là các bạn có cái đang bơm máu là chủ thì tâm thu. Còn tới này thì bây giờ thấy hai cái ba sai lá sao đây, hai lá ba cái lá thì hai di nhập hai cột cơ nó là rất là đẹp, hai cột cơ thì hai di nhập hai lá ba lá đóng. Còn bên đây thì sao, hai lá mở là rồi nhưng còn chủ bây giờ nó đóng lại, vậy đây là thiền tâm trương. Nhìn như cái lần để biết đó là bạn đang dựng hình của thầy tâm tu hay là tâm trương. Và bây giờ tới đây em mấy giờ là hai đêm thôi, bây giờ tới đây em cứ lấy cái em là teso rồi đo mà từ lớp cái khách là cái thai của sân, nhưng mà người sẽ chuyển ra cái khách mình nhớ khi mà tâm em coi là chủ gì trái thì tâm là chủ đó là chị sẽ thấy cái phần lẫn xuống cái phần là nó lẫn xuống nhất đo đó là phần chủ và khoa tâm là chủ đóng mở nó sẽ tạo ra những cái họ hình cái này gọi là hình nào cái họ thì đó là lấy hình chuẩn phải được cái họ này tức là thấy được qua mình là chủ đang mở ra và mình chủ mở ra tạo họ và mình chủ đóng lại tạo nên cái đường này và nhĩ trái thì các anh chị này đo cái chỗ lớn nhất của nhĩ trái đâu là chủ đo cái vùng lõm xuống còn nhĩ trái thì đo cái vùng còn lên nhắc thì vậy còn tại vì vô phẩm đông tuổi ở đây các hạn chế là không có biết cái chuyện ngã gì đây ghi bằng hình thì các anh chị sẽ để nhớ hơn là biết mình dịch qua cái vùng mà còn lên đây thì nó có chút chỉ cái bình thường hai cái này sắp xỉ nhau và không quá 40 không quá 40 mm. Tuy nhiên trồng cây đo mà rất là thành chủ á nó lại có nhiều cái thông số nữa. Ở đây các chị thấy này là cái mà chủ này nó có vùng vòng lên đây vùng vòng lên đây thì đo ngang phần trước vùng vòng ngay vùng vòng nhất sau vùng vòng và sau đó lên khoảng vài phân nữa. Thì đây là có nêu lên chi tiết hết là tại vì nó sẽ ứng với những cái vùng mà ngang xoang và xa qua trước xoang ực trước hay là sau không không thì tất cả những cái số đo này phải phụ khi mà các chị đo ngay cái vòng này là từ xoang và xa qua rồi tới trên thổng ức á thì các chị sẽ đo ra quay mặt chủ rồi mặt chủ xuống và chủ lên tất cả những con số này phải phụ luôn nhưng mà bây giờ để cho dễ nhớ với là không quá 40 nhớ cái người mà cao 1.7 thật ra là các anh chị thấy là bây giờ đâu chí ý 40 mà nói để định ra phân thứ tư rồi thì biết là cái này có phải là phân thứ rồi đó với chiều cao 1.7 thì là mặt chủ ở tất cả các bạn cơ ở đây ra đây thì quá 40 khi mà các bạn lớn cái gì để ngay trước tao nghe ban chủ yêu cầu gì phải đi qua ngay lá ba và phải buông góc cái lá ba đây là chuẩn hình nó sẽ đưa lên đó chuẩn hay không câu trả lời giải đáp có và không một cái 10 điểm và cái 0 điểm rồi đây cũng vậy các anh chị sẽ thấy cái họ mình giống như nãy thì đẹp quá rồi thực tế không có bao giờ cũng đẹp như mơ gì đâu các anh chị thấy cái họ nó nhẹ nhẹ thì thôi rồi đó là lúc mở họ của ban chủ lúc đóng vào mặt chủ thì còn thấy được và đo đường đến mặt chủ ngay chỗ lõm xuống xong rồi đường đến vị trái là cái chỗ mà nó còn lên rồi sau đó tức là hồi nãy mình để cái thước đây qua ba mặt chủ thì đo chủ là vị trái bây giờ mình dịch cái thước xuống cái chỗ này là đang ngang qua gì vậy ngang qua ba hai lá vuông góc của ba hai lá thì phải được thì qua ba hai lá là vi ra có hình chữ M những vi ra đây và các chị thấy cái này đây lá trước và đối xứng với lá sau lá trước thì luôn cái di động nhiều cái đẹp lắm
rùa cao lên cái đỉnh sau và nó thường cắt tắt đi thấp khi mà nó đụng, chứng tỏ là tăng vận động tuần hoàn, ví dụ còn giác, ví dụ tăng ngán đúng không, thì nó sẽ bị tăng vận tuần hoàn nó đụng. Còn nếu mà nó cắt xa hơn 7 ly thì lại là suy tim thông thường, suy tim thông thường. Do đó chúng ta sẽ có cái phần đo từ đỉnh này nè tới đây dư hơn 7 ly là suy tim thông thường, bình thường nó từ 5 tới 7, còn mà dưới cái mức đó đó là tăng động tuần hoàn, thế là luôn có ngưỡng bình thường, hơn thì thấp hơn thì cũng đều là bệnh lý hết. Hồi xưa thì người ta còn nhiều cái thông số nữa để đo, đo chiều này lên là bao nhiêu, để đo cái độ dốc này là bao nhiêu, đo trên là hai đỉnh này là bao nhiêu, giờ bỏ hết rồi. Thành ra là có những cái đề mà các anh chị trước bắt mấy cái bùa mà các anh chị hay mang theo á, những cái bộ đề mà cũng 20 năm về trước, nó những cái thông số đó bây giờ không xài nữa, mà các anh chị ngồi ôm những cái thông số đó ở cái phương luôn á, thì nó đã hậu rồi bây giờ không xài. Thành ra những cái thông số 2D và những cái thông số như em của ban hai lá này xài nữa, bây giờ chỉ còn xài có cái này gọi là cơ bếp sớt, tức là đỉnh có ba cây lá hết, cái tóc viên thấp là bao nhiêu, chỉ còn xài con số đó thôi. Và bây giờ cũng vậy, nhưng mà bây giờ nãy bước thứ nhất là ngang vào chủ, bước thứ hai dịch tay phước qua ba cây lá, bây giờ bước thứ ba các vị thấy sao, sau ba cây lá và như vậy mục đích là để đo lòng thân cái chuẩn thế. Cái này các chị thấy cái chú chuẩn chưa, con vuông góc với bác viên thấp chưa, nó sẽ thể hiện qua bên này, cái phần này thể hiện qua bên bên phải, bắt đi thân thể hiện qua đây, lòng thân trái thể hiện qua lòng thân trái và thật sau thân trái thể hiện qua đây, thì bên này là phần tên TN. TN á thì mai mốt sẽ có hẳn một cái bài các đo đánh giá chức năng tâm phu trong trường thân trái, nhưng bây giờ để các anh chị hình dung trước nè, cái phần này lớn, hai cái phần này bung ra chứng tỏ là trong cái thì nào, tâm trường thân trái đang mở ra. Rồi tới hai cái vùng này xiết vô, như vậy chỗ này là thiền tâm vùng. Và người ta sẽ coi cái biên độ di động này, cái biên độ giỡn sóng, giỡn sóng mà nhiều quá là tim lên tăng động, giống như cái cường giác đã nói. Mà nó đờ không còn giỡn sóng nhiều hết, chứng tỏ là suy tim hoặc là suy bệnh. Do đó, cái phần đánh giá biên độ di động này, món này cũng nằm sẽ nói tới cái bài đó. Và cái này người ta sẽ đo cái đường kính của phát tim thớt, rồi của lòng thân trái, rồi của thận sao trong từng cái thì tâm trương, thì tâm khu, bấm cái thì ở đó nó sẽ là vậy, bấm cái nữa nó sẽ là ở ép, tức là chức năng tâm khu mình luôn. Những cái hồi xưa người ta đang học trên bên kia, bây giờ nó cài hết những cái chương trình học một. Những cái khác đo mà đánh giá thân trái này, các anh chị phải nhớ mà theo ai, ví dụ theo quan trị khác, theo châu Âu nó khác nha. Chứ còn không nó ra cái suốt cái năm buổi lực lượng phân công thì không có một thầy với thôi, tới thầy đó thầy thầy đó tới khi đi bắt thăm ra một thầy khác theo trường phái khác đó thì là quy cho mình đó. Giờ đó là lý do vì sao mà đôi khi các chị phải đi năm buổi với thầy khác nhau trong tuần để mà mình biết tính lý đó của người, mình biết càng đọc càng tốt. Phần trên này là hai đề, phần dưới này là mốt đề nè. Trên này có gì bất thường không? Đọc trước cái lần trên này đây có gì bất thường? Mặt cách nào này? Nó là trồn dọc cảm ức. Nhưng mà có gì bất thường thì cái gì này? Rõ được cái chỉ cái lớn. Rồi nhưng mà mình nhìn đâu biết cái vận động nó là sao? Do đó xuống tới tay em này thì thấy có gì bất thường? Cái thước này không qua chỗ nào thấy không? Không có cái thước sao? Đây, ngay sau màn này đó, vô góc là hoàn chuẩn nhất á. Tức là hữu quý là để ta có cái. Mà chiếc này thì bây giờ có gì bất thường? Tất trái vẫn lớn hơn tất phải, nhưng cái biên độ cử động của tất viên thấp và làm sao tất trái khác hẳn với tất trước, đây là giảm động. Giảm động, thậm chí cái này là vô động luôn rồi, tại nó là trên biển không có bao nhiêu. Mai mốt trong cái bài mặt bằng thì chúng ta sẽ nhắc lại các anh chị, cái thay đổi kích thước thì tâm tu và tâm thương phải là bao nhiêu, trên mức đó là cái gì, dưới mức đó là cái gì, khi nào là giảm động, khi nào là vô động thì mai mốt các bạn sẽ hỏi. Bây giờ bây giờ ghét quá cái gì khủng hoảng, thế mình nhìn vô đây để biết à, khi mà họ đo xong đó, nó sẽ thể hiện ra con số ES, con số TES là những cái con số chức năng tâm thương rõ ràng. Hôm nay còn có
kia đúng rồi. Và đây đường kính cho cái 66 mm là lớn hơn bình thường, khó giảm cho cái. Do đó mình chút đầu giờ thấy hết cái phòng khách của tim rồi mới lên từ từ lấy những cái bụng
cái đó là thiếu máu tự nhiên của cái vùng đó, và cái vùng đó là một số mấy những cái nhân vật nào ta muốn có cái bài gì. Hai bên có hai cái cột cơ là trước bên và sau giữa. Thường đó khi hẹp thì nó sẽ tạo thành phình sau hẹp. Các chị hình dung dòng máu qua cho hẹp qua được rồi.
hay là cái độ hậu trong cái thận mà phổi nó sẽ tạo ra thận phình xa hẹp, do đó nên những ca hẹp vào mạch phổi luôn luôn người ta bắt đầu có đường đính trước và đường đính sau qua, và tất cả những gì mà cũng sinh chắc phải là hẹp cái nhánh vào mạch phổi, do đó bắt buộc phải lấy được cái hình chẻ nhánh này để coi máu có đường tốt hay không, to nó bình thường hay không. Các chị trên những cái ca mà hẹp vào mạch phổi mà không khảo sát nhánh vào mạch phổi là có điểm luôn, bởi vì đó là yêu cầu bắt buộc. Thì với cái hình ảnh lên đây là hình ảnh căn bản phải lấy được, nhưng với cái hình ảnh mà lấy được xuống mấy cái nhánh đầu của này là cái hình ảnh chuyên cao, thì cái đó là cái tháng thứ ba các chị mới lấy tới, tại vì không dễ lấy được cái này. Bây giờ tới đất lên đang ở đây nha, các chị sẽ thấy cái thước ở trong qua chỗ nào. Chỉ trái, bắt tiêu nhảy, chỉ phải và cây thước cây đang lau qua hoa hoa lá. Cây thước luôn sẽ cùng chiều dòng máu và nằm trong trung tâm của dòng máu thì cổ các chị mới đo được lớn. Thì đây trên cái mặt cắt ngang là nước, người ta sẽ đưa ra hai bước cây thước. Cây thước thứ nhất bước bên đây ngang qua hoa hoa lá thì các chị sẽ thấy thể hiện cái cổ này ở dây mọt. Sau đó để cây thước qua bên đây là ngang qua mặt phổi. Mà như vậy cái chiều dòng máu đi xuống như vậy là thấy cái phổ nó sao? Phổ ăn cũng chiều xuống như vậy và chịu về. Còn bên đây á, là cái gì máu từ ở đây đổ lên, do đó máu đi lên là thấy cái dòng nó cũng sẽ trên mặt điện. Thật ra như vậy mặt cắt ngang cận ức, các chị sẽ lấy được hai phổ căn bản. Đó là phổ máu qua lá và cái thứ hai là phổ qua lần mặt phổi. Nhớ khảo sát theo chiều kim đồng hồ. Do đó luôn luôn khảo sát bên đây trước, còn nó qua bên đây đừng đi ngược lại. Nguyên tắc thì khác. Ví dụ khi các bụng muốn vậy, các anh chị sờ các bụng muốn rồi phải thấy theo chiều kim hồ, thì khi làm thông tin muốn vậy, khảo sát tất cả cũng theo chiều kim đồng hồ. Và bây giờ đây họ bên phải nè, cái thước đang chảy qua cái phần phổi, thì các anh chị lên thấy vừa cái dòng đi lên vừa cái dòng đi xuống. Vậy làm sao? Cái dòng đi xuống này chúng ta là lúc máu đang chảy xuống, máu từ các phải qua phổi xuống và ta dòng đi xuống. Như vậy thì cái dòng đi lên này là gì? Ở phổi. Sau khi máu bơm xuống rồi lại có một dòng thở qua phổi nó trào ngược lên. Thì đây là cái dòng thở phổi. 90% bệnh nhân có thở qua bằng phổi sinh lý và thở qua bằng lá sinh lý. Cái này để thứ trả lại các chị vô hầu như ca nặng khó về đề. Máu xuống các chị thật mạnh trên mình trước thì cũng thở qua bằng lá và thở qua bằng phổi sinh lý nhiều lắm. Họ tiêu chuẩn là sao để biết đó là bệnh lý để con nó có thể học riêng. Bây giờ cái mặt cắt nào nè? Hồi nãy cho các anh chị mặt cắt cạnh ức là phải để cái lưng buông góc với cái giường. Nhưng tới cái mặt cắt nào đây? Bệnh nhân sẽ nằm nghiêng cái trang vườn trở ra, nhưng mà không phải là ngửa hãi mà sẽ là nghiêng 30 độ so với mặt vườn. Như vậy ta ngồi bắt đầu lên, cho nằm nghiêng đứng cái lưng như thế này. Rồi sau khi coi hết là đứt rồi bị xuống mỏm thì bắt đầu ngửa ra tí xíu. Các chị thấy nó ngửa tí thôi chứ mà bệnh nhân mà ngửa hãi luôn là không được, sẽ không lấy được. Ngửa ra tí xíu và cái đầu giòn để quan đường ứng với lại cái đường đường đặt trước. Thì khi mình díu từ đây trở lên cái tim, người ta lên mạng díu từ đây lên cái tim, thì các anh chị sẽ thấy nó có hai trục. Một cái trục đứng là trục dọc và một cái xen vuông đó nữa đây là cái trục ngang. Hình này hồi nãy nhắc rồi, tách viên có tim dậy thẳng thẳng, bốn bùa tim phải nở vuông ra. Rồi đây là cái hình linh hoạt. Thì các anh chị sẽ thấy là những cái nhánh tĩnh mạch phổi đổ vô, vừa thấy đây một nhánh vô này là cái đường đen, đây là nhánh tĩnh mạch phổi, cái này vô cái nhánh thứ hai đây vô thì hay thấy là đường bên đây đổ vô. Và van hoa lá nhớ luôn luôn đóng thấp vào van hoa lá, đóng thấp tức là nó đóng về hướng thấp á, chứ không phải là nó đóng thấp. Tại theo cái lời này thì các anh chị đều tưởng tượng như thế này, về hướng mỏng tim, thành ra gọi là đóng thấp vào van hoa lá. Vậy như vậy thì khi mình để nước vô, mình đang để đầu nhỏ hay khi mình nước vô thì theo chiều
đừng để sau hay để trước là ba lá, và cái lớp tròn này phải để ngay cái ba lá, rồi sau đó là khảo sát qua 30 lá. Thì đây hai cái này các chị thấy là cảm thấy khác nhau, cùng là chữ M hết. Như vậy bây giờ đang gọi chung là những cái hình ảnh của cái phổ hoa văn nhĩ thất. Văn hai lá thì văn ba lá đều gọi là văn nhĩ thất, thì đều có hình ảnh giống nhau, nhưng mà áp lực của cái bộ tim trái luôn lớn hơn cái bộ tim phải. Thành ra cái phổ của ba lá nó sẽ luôn lớn hơn phổ ba lá. Khi để cái chèn hút tầm xóa lên, ở đây nó lại cho 1 và 3, tên này xóa luôn không cho biết cái chỗ nào đang cao 1 và chỗ nào cao 3, nhưng mà nhìn vô đây thì sẽ biết được cái trên và cái dưới cái nào là của phổ hay lá. Tại vì áp lực lên tim trái nó sẽ cao hơn. Bây giờ hỏi gì con đã phải nói tới lúc thi đi, cứ ngầm ngừng ngầm ngừng. Đây, đây thì trước đang qua văn hai lá, thì các anh chị sẽ thấy ra cái hình này, đỉnh đầu là ơ và đỉnh sau là a. Những cái chi tiết này thì do về con nữa mà nên ta sẽ không có giải sâu. Nhưng mà người ta cũng quy định đấy, kích thước ơ đó nghe là cái đâu nhỉ? Cao quá đáng hơn hai lần so với a là đúng bản chất căn tâm trương. Bây giờ bằng a sắp xỉ a cũng với bản chất căn tâm trương, mà lùn hơn a cũng là với bản chất căn tâm trương, do đó nó phải cao hơn a nhưng mà cao không quá 1.5. Kích của sóng ơ ta bằng từ 1 đến 1.5 của sóng a, khoảng người ta lấy trung bình từ 1.3 đến 1.5 lần của sóng a. Như vậy thì nhiều hơn hay ít hơn đều là với bản chất căn tâm trương của tâm thái. Tại vì bây giờ ta quan tâm nhiều suy tim thì có suy tim thu và suy tim tâm trương nữa. Thì cái đó gọi là phình giả. Để cái hình thật thì giả cũng định danh nộn. Dĩ nhiên là không thấy hình này thì cái hình khác.
Các chị nhận diện được cái gì đấy hay không? Cả cái khối cơ tim nó bung ra là phình thật, chỉ có cái màu ngoài tim nó bung thôi thì đó là phình giả. Xác
rồi và cắt miếng sườn xay theo trục ngang như vậy. Miếng sườn xay theo trục ngang thì thấy cũng giống như là trên phần ớt trục ngang. Ủa các vị cũng thấy cái mỏng chủ ở giữa rồi mà dập mũi thấp làm mặt mũi đi xuống. Tư thế thì đang nằm ở đây là sao? Kê gối dưới vai. Các vị thấy cái gối này, gối này phải kê dưới vai cho cái đừng kê lên đầu nha. Đầu không có gối, kê gối dưới vai là đầu ngửa ra thấp bức, cái đầu nhò để lên mặt bức, nhưng mà cái đuôi đầu nhò này sát vào cái cằm bệnh nhân luôn, chính vì cái sát vào cằm sẽ đỡ khó mà ta thấy cho cái đầu ngửa thấp bức thì vậy mới thấy được. Mà ngửa thấp bức thì bệnh nhân khó thở lắm, do đó động tác làm này phải thật nhanh và cái thứ hai để đây phải thật nhẹ. Thì khi trên đường bước ra đây cái gì chiếu xuống đây như vậy, cái mình khảo sát để nhất là gì quay chủ ở đây chỉ thấy được quay mà chủ mà thôi, và đây là trục dọc mà đây trục dọc cái tim, đây quay mà chủ, rồi mấy cái khoảng nhánh đưa nó ra đây nè thì đây nó cũng sẽ là các khoảng nhánh, đây là bên lưng mạng quay mà chủ các nhánh cạnh trái và dưới đòn cạnh trái, nên vậy cạnh trái với đòn trái, cạnh trái với đòn trái là thấy được cái này. Thì cái mặt các bạn lý tưởng á là cái phần lõm ở giữa này nè là đây động mạch phổi phải, còn xuống dưới này rồi động mạch phổi xuống, còn đây còn động mạch phổi lên. Thì mặt các bạn thường tìm trong còn ấm động mạch, đây là mặt các vàng để tìm còn ấm động mạch. Tại vì ống động mạch nó nằm đây nè, nó từ cái động mạch phổi lên đây ra nè, nó xẹt từ đây ra, có một ống từ đây ra, thấy cái màu xẹt xẹt ra chỗ này ngay chỗ sát bên đầu sau chỗ phát bên đầu là phía đầu trái, thì động mạch phổi phải đây có một đường xẹt màu ra, do đó tự nhiên để đây mình thấy từ trong lõi này có một cái dòng màu xẹt ra chỗ này ngay chỗ sau phát bên đầu là phía đầu trái thì biết chắc cái đó là còn ống động mạch. Và với cái mặt cắt trên mà nó được nhập này nè, các chị thấy em đó cái đoạn còn của quanh đây thì ta để cái cổ vô đo đo cái dòng động mạch. Tại vì dòng đây là dòng bông xuống mà, nhưng mà có hở trụ thì nó sẽ có cái dòng trào ngược lên, và cái dòng trào ngược lên đây nè người ta đo gọi là đo EDTD thì để đánh giá cái mức độ hở van mạch chủ. Mai mốt cái bài này cô Tân Hương sẽ dạy đánh giá cái mức độ hở van mạch chủ hẹp nặng vừa không, để mà con có chỉ định ra phẫu thuật hay không. Thì một trong những cái con số đó là mà đo EDTD, tức là nó sẽ đo mặt các trên mẫn ức, và bình thường cái dòng chủ thì đi xuống rất dài thì mổ ăn dài, nhưng mà do hở sẽ có một dòng đi lên, thì cái dòng đi lên đó là ta ra đây là cái dòng đi lên chúng tâm trung. Rồi sau đó mình cũng xoay theo chiều phim hồ, mình đang cái mặt khác phải đứng lên trục dọc, mình xoay theo chiều phim hồ như vậy theo trục ngang, thì các anh chị sẽ thấy một cái ngang thứ nhất là chủ, một cái ngang thứ hai là phần cổ phải, cái ngang thứ ba nhĩ trái, thấy được ba phần, ba phần bên đây thì cũng khảo sát hơn đây. Nhưng mà cái mặt cắt ngang này thì tập dùng tới. Bây giờ là những cái chỉ số bình thường phải dạy học thôi, không còn cách nào khác tới. Nhưng mà thêm cho bác sĩ nhớ này, chủ và nhĩ trái sắp xỉ nhau không quá 40, tỷ lệ chủ và nhĩ trái phải sắp xỉ nhau được khoảng tới số 1-3 này chi, thất phải thì không quá 30 và góc trái tăng cương. Tất cả những con số đo mà đo phải xác định lớp tiên hay không là bao to thì tâm trương. Các chị nhớ nè, để xác định tiên nó đo không là bao thì tâm trương. Thành ra thất phải thì không quá 30, mà thất trái thì không quá 55. Cái này là nó số nước ngoài, còn số nước ngoài thì lấy không quá 55. Đừng nhờ học qua mấy con số thì tâm trương đi cho con công. Nhưng mà cái bất tiên thất thì làm sao thất trái á, ở đây là 12 để nước ngoài, chứ còn nước mình thì lại lấy là không quá 11. Đây I guess và thành sao thất trái và bất tiên thất không quá 11, hơn cái đó là dày rồi. Và hở đuôi bước 6 là sao? Tại vì dưới bước đó là nó mỏng, mà mỏng thì bao giờ nó bị suy tim thì bị thành phần đó. Đánh giá cái độ mở ba phần mạch chủ thì là cái vị trí ATO, tức là ba phần chủ nó mở được tiêu, mở là con nước này tức là hẹp, hẹp ba phần chủ. Còn mấy cái slot lớn này thì bây giờ ta không có xài tới. Đây, bắt tiên thất và thành sao cũng phải sắp xỉ nhau. Và nó có lên, ở đây con tiếp một cái hai cái rối cho khỏi nhớ đi, miễn là sắp xỉ nhau, dĩ trái cho hoàng chủ cũng phải sắp xỉ nhau. Và thất phải
với đánh giá của nguồn sản phẩm. Do có thể thấy là nhiều khi không cần đo mà chỉ ước lượng cho cái tỷ lệ họ biết nó bất thường hay không thường. Và đánh giá bạn còn qua hai lá. Và anh nói là khi mà khi thái nó to như này thì kéo vòng quanh cái lá cũng giãn ra theo thì nó sẽ gây ra hở. Và khi nó như vòng quanh giãn thì hở ra. Và như vậy thì bây giờ mở ra cái lá nhiều như dân đó, mình phải xác định khi nào mở lại cho giãn vòng quanh phải đủ hai tiêu chuẩn này. Một là đo cái vòng quanh hơn 35 ly. Hai là kích thước của vòng quanh chia cho cái đường kính lá trước hơn 1.3. Để mai mốt xuống dưới thử này, các chị sẽ thấy người ta đo cái này. Bởi vì khi mà chẩn đoán mở quanh cái lá mà nó chẩn đoán tổn thương, cái thứ hai chẳng có nguyên nhân do hậu pháp, do bẩm sinh hay là do nhãn phòng văn vân, thì đây là cái tiêu chuẩn để đánh giá nhãn phòng văn. Có hai tiêu chuẩn, một là phải lâu cái nước phòng văn và cái phòng văn đó nó lớn hơn 1.3 lần so với cái đường kính lá chiều dài tháng trước. Và bây giờ tới đó là bên tay em của mình đây là cổ đất đơn. Tôi khỏi cần nhớ cái bản cho em, bản cho em thì trong cái đĩa của các anh chị nó có tất cả cái con số bình thường này, trong đĩa anh chị có hết cái tiêu chuẩn của các em cũng có. Hồi xưa mấy cái cứ in lên nguyên bản cái mỗi lần vô mà nó xuống là bạn và còn thấy cái bị sai phạm thì về dán luôn cái bản lên trên tường ở chỗ cái máy của mình làm. Còn làm biết rồi thì sẽ quen, các anh chị sẽ phải nhớ dần theo cái maximum là bao nhiêu, khổ hai lá, khổ ba lá, khổ ngôi đủ hai đi thấp cơ thì nó mới nghĩa là cái gì, nhưng mà ít cái gì mà nó cao hơn cái mức đó tăng, tức là dòng máu mà qua bên hai lá mà nó tăng, dòng máu qua bên phổi mà nó tăng là nó có những cái bệnh lý gì thì mai mốt mình sẽ có học. Do đó khi đi với cả cái thầy sư luôn luôn hỏi bây giờ đo lên cái khổ chủ là tới hai như vậy là tăng thì sẽ nghĩ cái gì, ở chủ đẹp chủ đây là tăng động tuần hoàn vân vân. Yêu cầu thấp thì không sao, tại vì thấp thì khi điều chỉnh của các anh đi đo không song song gì cả máu mà ra nó thấp, nhưng mà vẫn có mà tăng đó là có bất thường, chắc chắn có bất thường, và những cái bất thường đó là sẽ có những cái bài học riêng. Do đó dễ yêu cầu một lần những cái con số đôi người sao này, những con số maximum phải một lần được. Về ưu điểm của sơn tim thì tôi cái này là dễ quá rồi, nhưng mà cái quan trọng đó là cái nhớ cái hạn chế. Những bệnh nhân mà để lên là cái xương đó là sẽ khó thấy lắm, mà không khí cũng là làm cho mình khó thấy và đừng nên lạm dụng. Do đó trong những cái guideline của ECC, của ECC thì cũng có hội siêu âm gì bây giờ trong từng bệnh cụ thể, tăng huyết áp khi nào mới siêu âm bệnh mạch và hay là suy tim khi nào mới siêu âm tim, chúng ta là cứ bệnh nhân thì sợ quá sao cái bác sĩ 6 tháng làm cho làm siêu âm tự động mà cứ mỗi cái tay khác mà làm siêu âm hết thì cái đó rất là lạm dụng như thế. Chỉ định siêu âm trong từng bài nó sẽ có, thì các anh chị cũng phải nắm cái đó.